giác đồng dạng nghe con. Trong cái chương này cực kỳ quan trọng luôn ha. Trong cái chương này chúng ta học cái gì? Được chưa con? Trong cái chương 3 này chúng ta học cái gì? Chương 3 tam giác đồng dạng. Trong chương 3 này nội dung trọng tâm mà chúng ta sẽ học đó là thứ nhất, đó là định lý Thales. Nghe không? Định lý Thales nha. Định lý Thales nói gì? Thứ hai, đó là tính chất của đường phân giác. Được không? Tính chất của đường phân giác trong tam giác và đường phân giác ngoài. Đường phân giác trong và đường phân giác ngoài. Cái nội dung thứ ba đó là các trường hợp đồng dạng của tam giác. Vậy thì chúng ta đã học rồi đúng không? Các trường hợp đồng dạng của tam giác. Hồi mình học là các trường hợp bằng nhau ở lớp 7. Đúng không? Chúng ta học các trường hợp bằng nhau của tam giác. Còn bây giờ chúng ta sẽ học các trường hợp đồng dạng của tam giác. Đúng không? Vậy nghe đến cái từ bằng nhau thì quen lắm rồi đúng không? Nhưng mà đồng dạng thì như thế nào chúng ta chưa biết. Đúng không? Vậy thì trong chương này chúng ta sẽ học về tam giác đồng dạng chứ không phải là tam giác bằng nhau nha. Tiếp, chúng ta sẽ học ứng dụng của tam giác đồng dạng. Đây là những cái nội dung mà chúng ta sẽ được học. Đó là bốn cái nội dung. Được chưa con? Định lý Thales. Chúng ta có định lý thuận, định lý đảo và hệ quả của định lý Thales. Được chưa con? Tính chất đường phân giác, các trường hợp bằng nhau, các trường hợp đồng dạng của tam giác và ứng dụng của tam giác đồng dạng. Được chưa con? Được chưa nào? Được chưa nào? Vậy thì bài đầu tiên mà chúng ta sẽ học đó là bài số 1. Bài 1 đó là định lý Thales trong tam giác. Bài số 1, định lý Thales trong tam giác, viết đi con. Trong bài 1 này chúng ta sẽ học về cái thứ nhất. Nội dung mà chúng ta học trong bài 1 này gồm có mấy nội dung lớp hề? Nhìn lại cho cô lại có mấy nội dung nha. Trong bài số 1 này mình học có mấy nội dung con? 3. Đúng không? Trong bài 1 này tôi học có 3 nội dung. Đó là tỷ số của hai đoạn thẳng. Cái thứ nhất là tôi học tỷ số. Cái thứ hai là cái gì con nhỉ? Nội dung thứ hai mình học là cái gì? Đúng rồi, cái thứ hai đó là đoạn thẳng tỷ lệ. Đoạn thẳng tỷ lệ. Tỷ lệ. Rồi, cái thứ ba. Đúng rồi. Định lý Thales, Thales trong tam giác. Định lý Thales. Được chưa? Đây chính là ba nội dung mà chúng ta sẽ học. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô nội dung thứ nhất trước. Tỷ số của hai đoạn thẳng. Định nghĩa. Tỷ số của hai đoạn thẳng là gì? Chúng ta xem cái định nghĩa tỷ số. Nghe đến tỷ số trận đấu chưa? Đúng không? Một trận bóng đá chúng ta có tỷ số đó là 1-1. Đúng không con? Hoặc là 1-0. Đúng không? Vậy tỷ số đoạn thẳng cũng như thế. Đúng không? Vậy chúng ta xem nha. Tỷ số đoạn thẳng là gì? Tỷ số của hai đoạn thẳng. Tỷ số của hai đoạn thẳng là tỷ số độ dài của chúng. Nha. Theo cùng một đơn vị đo. Được chưa? Vậy tỷ số của hai đoạn thẳng là tỷ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Thì gọi là tỷ số. Được chưa con? Tỷ số. Ví dụ, tỷ số của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD được ký hiệu là AB trên CD. Được không lớp? Được chưa? Chúng ta xem ví dụ nhé. Rồi rồi, các con ghi vô đi rồi chúng ta sẽ xem ví dụ. Viết vô. Nhanh lên nào. Tỷ số giữa hai đoạn thẳng. Ví dụ tỷ số giữa hai đoạn thẳng sau. Ví dụ như cô nói là AB và AB bằng 3 cm, CD bằng 5 cm. Vậy suy ra tỷ số của nó bằng bao nhiêu? Vâng ơi. Làm cho cô đi con. Bằng bao nhiêu con? AB phần CD bằng 3/5. Đúng chưa? Đơn vị của chúng ta nè, con viết là cm. 3 cm chia cho 5 cm. Vậy thì nó bằng 3/5. Tỷ số thì có đơn vị không con? Tỷ số thì không có đơn vị nha. Tỷ số không có đơn vị. Được chưa lớp? Rồi tiếp tục nào. Câu B bằng Hiếu nào. Hiếu ơi, Nguyễn Hiếu nào, EF trên MN
bằng bao nhiêu con? Viết luôn. Bằng 4 phần 7. Đúng không? Rồi, tiếp một bạn làm cho cô nữa nào. Quang thắng suy ra bằng gì thắng này? AB trên CD bằng cái gì con? Quang thắng bằng bao nhiêu thắng? Thắng ơi, bạn Bảo Đô nào, Bảo Đô bổ sung cho bạn Quang Thắng nào. À rồi, bây giờ cô lại nghe rồi. Rồi. À để. À 200 cm đúng không? Trên 400 cm. Vậy thì rút gọn cho cô nó bằng bao nhiêu? 2 số 0 này bỏ rồi nha, 2 số 0 này bỏ là còn 2/4. 2/4 rút gọn nữa là ra bao nhiêu con hề? À chính xác, 1/2, đúng chưa? Rồi tương tự như vậy, đúng không nào? À tương tự như vậy thì Bảo Đô nào, Bảo Đô làm cô câu này nè. YK à à bằng bao nhiêu? À bằng 1/2, được chưa nào? À tương tự như ông này, à Khoa làm cho cô câu E rồi con. MN A bằng 10 chia cho 5 bằng 2. Lớp ơi, đúng không lớp? À, chết chưa, chết chưa. À, 5/2 à? Ôi, 10. À, đúng rồi. Các bạn ơi, đơn vị ở đây là decimet. Cái này là mét. Con phải để ý rằng là A, deci nè, santi nè, santi nè. À, mét nè. Nó phải cùng một đơn vị đó, đúng không? Chứ làm sao mình đi so sánh là lập tỷ số giữa số quả cam với số quả quýt được? Không được, con hiểu không? Chúng ta sẽ lập tỷ số nếu nó cùng một đơn vị đo. Còn ở đây nó khác đơn vị đo mà. Vậy thì bắt buộc con phải làm cái gì đã nè? Bạn Thành Đạt nào, làm cái gì ở đây đã đạt? Đúng rồi, chúng ta sẽ chuyển về. Bằng bao nhiêu? À, chính xác. Chúng ta sẽ chuyển cái thằng này về bằng 1 mét. Rồi sau đó chúng ta lập tỷ số thì nó sẽ là 1 phần mấy? À chính xác 1/5. Được không lớp? Nha, đấy, vậy là nó 1/5. Được không con? Còn nếu như nó không cùng một đơn vị đo thì không được. Hoặc là con giữ nguyên thằng này, con chuyển cái này qua. Được chưa? Để mà con so sánh. Được không? Vậy tương tự như vậy, cái câu F này nó cùng đơn vị đo chưa con? Cùng chưa? Rồi bạn Thảo Quỳnh làm cho cô câu cuối cùng nào. Nó bằng bao nhiêu đây Thảo Quỳnh hề? RS chia cho TV bằng gì con? À bằng 6/7. Đúng chưa con? Vậy hiểu về tỷ số đoạn thẳng chưa con? Lớp mình hiểu về tỷ số đoạn thẳng chưa? Rồi chúng ta viết vào. Chúng ta chỉ cần viết 3 cái thôi. Lựa 3 cái để viết vào thôi. Đúng không? 1, 2, 3. Câu A, câu C, câu E. Được chưa? Ba câu đó con viết vào là được rồi. Xong chưa? Xong chưa? Giơ tay lên cô coi nào. Rồi, xong nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một phần nữa. À, đây là... À, đó là đoạn thẳng tỷ lệ. Phần 2. À, đoạn thẳng tỷ lệ là gì? Đúng không? À, đoạn thẳng tỷ lệ. Ví dụ. Cô lại lấu cái bảng đi, các con sẽ nhìn thấy cái ví dụ nó rõ ràng ha. Đúng không? Rồi lớp ơi. 2. Đó là đoạn thẳng tỷ lệ. Vậy đoạn thẳng tỷ lệ là gì? Đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn vô cái ví dụ. À, ví dụ số 2. Cho đoạn thẳng AB, CD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. So sánh tỷ số AB trên CD. Đúng không? Và A phẩy, B phẩy trên C phẩy, D phẩy. Đúng không? So sánh. Rồi bây giờ chúng ta so sánh xem nè. À giải. Ta có AB trên CD. Rồi đếm cho cô nào, AB bằng bao nhiêu nè? À bạn Trung Nguyên nè. Trung Nguyên ơi, AB bằng bao nhiêu con? À đúng rồi. Con nhìn vô đây nè, con thấy AB có mấy đoạn? Đúng rồi, có 2 đoạn. Tiếp tục CD mấy đoạn con? Đếm
một hai ba mấy đoạn con? À ba. Vậy là nó bằng 2 phần mấy? À 2 phần 3. Rồi tiếp tục nè. A phẩy B phẩy con. A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy nè. Bằng bao nhiêu? Tiếp tục nè. Bằng trung nguyên luôn nào. Mấy con? À 4. À đúng rồi, 4 phần 6 rút gọn đi con. Chia cho mấy nha? Chia cho 2 đi. Rồi. À 2 phần 3. Vậy thì từ đây con rút ra điều gì? A phải B phải trên C phải D phải. Đúng không? Có phải con rút ra điều này không? Đúng không? Thì như thế người ta gọi đây là đoạn thẳng tỷ lệ. Đúng không? Vậy thì người ta gọi là đoạn thẳng tỷ lệ. Vậy thì đoạn thẳng tỷ gì? Nếu AB và CD tỷ lệ với đoạn thẳng A phẩy B phẩy và C phẩy D phẩy khi và chỉ khi có được điều này. Nha. Có được AB trên CD bằng A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy. Vậy một bạn hỏi cô ơi, bây giờ con viết ngược lại ra được không cô? CD trên AB có bằng C phẩy D phẩy trên A phẩy B phẩy được không cô? Được không lớp? Được không? À chính xác, được. Đúng không? Vậy thì từ đó người ta rút ra định nghĩa như sau. À, rút ra định nghĩa như sau. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỷ lệ với hai đoạn thẳng A phẩy A phẩy B phẩy và C phẩy D phẩy nếu có tỷ lệ thức. Nếu có tỷ lệ thức. Tỷ lệ thức như sau. À, nếu có tỷ lệ thức. Lớp ơi, nếu có tỷ lệ thức nào? Nha, nếu có tỷ lệ thức. AB AB trên CD bằng A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy. Hay hay hay. CD trên AB bằng C phẩy D phẩy trên A phẩy B phẩy. Được chưa con? Viết viết lời giải, viết câu hỏi chấm 2 vô cho cô nha. À hay. Hay còn một cái nữa đó là gì? Cũng có thể là A gì? AB trên trên cái gì con? À A phẩy B phẩy bằng CD trên C phẩy D phẩy. Đúng con? Cũng được. Được chưa? Vậy thì cái anh này giống rồi, chúng ta bỏ cái này đi cũng được nè. Chúng ta lấy hai cái cặp khác này thôi ha. Đó, được chưa con? Rồi, cô lau cái câu này được chưa? Để chúng ta thấy rõ cái định nghĩa hơn ha. Lớp ơi, con viết xong cái này chưa? Rồi, cô lại lau nha. Được chưa? Mình có AB ha. Viết cái định nghĩa vô cho cô Lài, viết cái dạy vô và viết cái định nghĩa vô. Rồi, hai đoạn thẳng nè, AB và CD gọi là tỷ lệ với đoạn thẳng A phẩy B phẩy và C phẩy D phẩy nếu có tỷ lệ thức. Nếu có tỷ lệ thức, đó là AB trên CD, AB trên CD bằng A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy hoặc là AB trên A phẩy B phẩy bằng CD trên C phẩy D phẩy. Được chưa? Thì đó người ta gọi là đoạn thẳng tỷ lệ. Đúng không? Hai đoạn thẳng này tỷ lệ với hai đoạn thẳng kia. Được chưa? Nên người ta gọi đó là đoạn thẳng tỷ lệ. Được chưa? Hai đoạn thẳng này tỷ lệ với hai đoạn thẳng kia. Được chưa các lớp ơi? Xong chưa con? Xong chưa? Xong chưa? Viết xong định nghĩa chưa nào? Rồi. Được chưa? Vậy nãy giờ chúng ta học được mấy cái rồi? Hai. Đúng không? Đoạn chúng ta học được tỷ số, đúng không? Tỷ số của hai đoạn thẳng. Đúng không? Rồi chúng ta học được đoạn thẳng tỷ lệ. Được không con? Rồi, bây giờ cái thứ ba. Cái thứ ba mà chúng ta học đó là định lý VS. Được chưa con? Cái thứ ba. Đó là định lý VS. Viết vô cho cô.
Còn câu ví dụ 3 thì không cần ghi nha lớp nha. Ví dụ 3 con không cần ghi đâu. Lớp ơi. Rồi vẽ tam giác ABC nha lớp ơi. Vẽ tam giác ABC. Vẽ tam giác ABC. Vẽ tam giác ABC nha con. Bởi vì cô vẽ cái đường này mà nó bị mờ mất rồi. Vẽ tam giác ABC. Mau, tam giác ABC. Lớp mình vẽ vô nha con. Mà có trong sách giáo khoa rồi á, con đếm cho cô thôi nhé. Vẽ tam giác A, B và C. Đúng không? Và vẽ dựng một đường thẳng A song song với BC và cắt AB và AC theo thứ tự tại B và C phải. Đó, kéo ngang qua nha. Đó. Một đường thẳng này. Đó. Cắt BC nha, cắt AB tại B phải. Rồi, cắt AC tại C phải. Rồi. Và nó định ra, nó định ra. Nó định ra trên cái tam giác này, con nhìn thấy không nào? Nó định ra những cái đoạn thẳng, đúng không? Nó định ra trên cái đoạn thẳng AB này thành 3 đoạn nha con. Đó là AB phải và B phải B và AB, đúng không? Vậy thì đây, nó định ra 3 đoạn này, cô ghi nha. Cô đánh thứ tự này, đây là 1 đoạn, đây là 2 đoạn và đây là đoạn to nhất. Cô lại đặt đây là đoạn số 3. Con thấy chưa? Vậy thì nó định ra ở trên cạnh AB này 3 đoạn. Và tương tự như vậy, nó cũng định trên AC 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, đúng không? Đoạn thứ nhất, đúng không? Rồi, cô ký hiệu màu khác cho các con dễ nhìn. Đúng không? Đây là cũng 1 nè. Rồi nó định ra đây cũng là 2 nè. Và cái cạnh bự nhất này cũng là cạnh số 3 nè. Đúng chưa? Vậy nó cũng định trên AC 3 đoạn. Vậy định trên AB 3 đoạn, định trên AC 3 đoạn. Rồi bây giờ tiếp theo. Định ra trên cạnh AC 3 đoạn theo thứ tự, đúng không? Và bây giờ người ta hỏi con trong câu hỏi chấm 3 này, so sánh tỷ số. Tỷ số của cái gì? Tỷ số của cái gì? Các bạn nhìn xem câu A. Câu A. Người ta yêu cầu các con so sánh tỷ số của câu A. Yêu cầu các con so sánh. Chúng ta viết từng câu và chúng ta làm từng câu nhé. A phải B. A B phải trên A B. A B. Và A C phải. A C phải trên A C. Rồi, bây giờ con xem nó thử nó có bằng nhau hay không. Lớp ơi, mình nhìn xem thử nó có bằng nhau không con. Đếm nha. Bây giờ cô lại chỉ cho các con đếm nè. Bây giờ chúng ta sẽ giải câu này. Ta có A B phải trên A B bằng bao nhiêu? Đếm nha. A B phải nè. Đếm nha. Con đếm cho cô một ô ly nhá. Cứ cách một ô ly này chúng ta sẽ xem nó như là một cm. Vậy đây, từ đây tới đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Có phải 5 ô ly không lớp? Phải không? Vậy chúng ta viết vô là 5. Rồi tiếp tục. Đếm AB nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy nó là 5 phần 8. Đúng lớp. Được chưa? Tương tự như vậy đếm cho cô nè. AC phải trên AC cũng bằng bao nhiêu luôn bạn Bảo Đô nhỉ? Bằng bao nhiêu luôn con? Đếm 1, 2, 3, 4, 5 cũng là 5 phần mấy luôn? Cũng bằng 5 phần 8. 5 phần 8 luôn. Vậy từ đây cô lại suy ra điều gì? Hai anh chàng này như thế nào với nhau? Bằng. Đúng rồi, chính xác. AB phải trên AB sẽ bằng AC phải trên AC. Hai anh này bằng nhau. Được chưa con? Tương tự như vậy các con làm cho cô lại câu B được không? Được không lớp? Được, đúng không?
À vậy câu B là hai thằng này bằng nhau và bằng bao nhiêu phần con? Bằng bao nhiêu nhỉ? A, ta cô lại không chép đề nữa nha. Đó là A B phẩy trên B phẩy B bằng bao nhiêu đây? Bằng bao nhiêu đây? Bằng bao nhiêu đây? Bằng thắng nào? Quang thắng nào? À, bằng 5 phần 3. Đúng không? Mà bằng 3. Rồi anh dưới này cũng bằng bao nhiêu luôn con? À, bằng 5 phần 3 luôn. Vậy từ đó con suy ra được điều gì? Hai anh này như thế nào với nhau? A, B phẩy. À, trên B phẩy B, đúng không? Sẽ bằng, đúng không? A, C phẩy trên C phẩy C. Đúng không? C phẩy C. Rồi tương tự như vậy câu C. Câu C. Câu C là B B B phẩy B trên AB cũng bằng ai luôn nhà lớp? C trên AC và bằng bao nhiêu phần con? Đạt. À đúng rồi, bằng 3 phần 8. Đúng không? Bằng 3 phần 8. Hình dung ra chưa? Vậy thì con thấy rằng nếu một đường thẳng nếu một đường thẳng mà cắt hai cạnh của tam giác, đúng không, và song song với cạnh còn lại thì nó sẽ định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Được chưa? Đây, những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Được chưa con? Đó, những đoạn thẳng, những cặp đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Rồi, chúng ta viết vô câu A này, câu B này, câu C trong cái ví dụ 3 cho cô. Xong chưa? Xong chưa lớp? À, vậy từ đây người ta mới rút ra cái định lý Thales, đúng không? Người ta mới rút ra cái định lý Thales như sau. Xong chưa lớp ơi, ghi xong chưa nào? Xong chưa con? Xong chưa? Xong chưa? Giơ tay lên cô coi nè. À đúng rồi, từ đây người ta rút ra định lý Thales, nội dung của định lý Thales như sau. Nội dung của định lý Thales như sau. À từ đây người ta mới rút ra định lý Thales nè. Nếu một đường thẳng mà song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó sẽ định ra trên đoạn thẳng ấy những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Được chưa? Đó chính là nội dung của định lý Thales. Nó định ra mấy cặp ta? Mấy cặp lớp? À, ba cặp. Rồi, bạn nào nhớ ba cặp đó nè? Không nhìn nha, không nhìn, chỉ nhìn trong hình thôi. Đọc cho cô ba cặp đó nè. Đúng không? Ví dụ nhìn trong hình này mà kêu mình đọc ra ba cặp đó. Đúng không? À, nội dung của định lý Thales. Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác, cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Và đó là cạnh nào? Đó là cạnh nào? Đọc cho đúng nha, viết cho đúng nha. Nhớ được không? Rồi bạn 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 Đạt nè, bạn Đạt Thành Đạt, đọc cho cô nghe coi nào. Bây giờ cô lại chỉ cho con một cái mẹo này, con đọc không bao giờ sai hết. Được không? Biết nãy tại sao cô lại ký hiệu 1 2 không lớp? Đó, cái này là 1 nè. À, cái này là 2 nè. Và cái ông này là 3 nè, lớp ơi. À, thấy không? 1 2 3, đúng không? Bên này cũng bên đây là 1 nè. Bên đây là 2 nè. Và cái anh này cũng là 3, anh bự nhất là 3 nè. Rồi, bây giờ cô lại sẽ lấy 1 trên 3. Vậy là 1 trên 3 có nghĩa là AB phẩy trên AB. Thì bên này cũng là 1 trên 3. Đúng không? Đúng vị trí nha. 1 trên 3 thì bên này cũng phải bằng 1 trên 3. Thì những đoạn thẳng đó mới tỷ lệ. Con hiểu không? Rồi, 2 trên 3 thì bên này cũng phải 2 trên 3. Đúng lắm. Đúng chưa? Rồi, 1 trên 2 thì anh này cũng 1 trên 2. Được chưa? Bây giờ lớp mình đọc cho cô ba cặp nào. Cặp thứ nhất là 1 trên 3. Mở mic lên, đọc cho cô ai. 1 trên 3 là ai? 1 trên 3 là ai con? A, B phẩy trên A trên AB bằng A, C phẩy trên A, AC. Đúng chưa? Đây là 1 nè, 1 trên 3. Rồi bây giờ 2 trên 3. Cặp thứ hai, đây là cặp số 1. Cặp số 2. B A B phẩy B trên
1 trên 3, 1 trên... À, xin lỗi, 2 trên 3. À, A, B, chính xác. Bằng... Bên kia cũng... À, bên kia là C. À, C, phải C. Trên... Đúng rồi, trên AC. Trên AC. Đúng chưa? Tiếp tục. Cặp số 3 là 1 trên 2. 1 trên 2 con. À, A, B phải trên. Đúng rồi, B phải B. Bằng. A, AC phải trên. C phải C. Chính xác. Được chưa? Vậy chúng ta có 3 cặp tỷ lệ. Đó là cặp số 1, cặp số 2 và cặp số 3. Được chưa? Cặp số 1 là 1 trên 3. Cặp số 2 là 2 trên 3. Còn cặp số 3 là 1 trên 2. Được chưa lớp? Chúng ta có 3 cặp tỷ lệ. Nếu như một đường thẳng mà song song với một cạnh của tam giác. Đúng chưa? Và các hai cạnh còn lại thì nó sẽ định ra trên cặp cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Đây, suy ra được 3 điều này. Được chưa con? Đây chính là nội dung của định lý Thales. Vậy nãy giờ chúng ta học mấy phần rồi lớp hè? Học mấy phần rồi con? Mấy? Đủ 3 phần chưa? Rồi, 3 phần rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta chốt lại nội dung mà chúng ta cần nhớ trong 3 phần này. Đoạn thẳng tỷ lệ thì chúng ta nhớ cái gì? Tỷ số của hai đoạn thẳng gọi là... Gọi là gì? Tỷ số của hai đoạn thẳng gọi là... Tỷ số độ... Tỷ số độ dài của chúng theo cùng một tỷ số của hai đoạn thẳng. Hai đoạn thẳng là bằng câu gì? Phải nhớ cái gì con? Là tỷ số độ dài. Tỷ số của hai đoạn thẳng gọi là tỷ số độ dài. Nhớ cho cô cái từ này là con phải nhớ độ dài. Và nhớ một câu quan trọng nữa, nó phải cùng một gì? Cùng một đơn vị đo. Cùng đơn vị đo. Đó. Được chưa? Đây là nội dung mà con phải nhớ. Tiếp tục. Ý số 2. Đoạn thẳng tỷ lệ là gì? Đoạn thẳng tỷ lệ thì con phải nhớ cái gì? Nếu như đoạn thẳng AB và CD tỷ số tỷ lệ với đoạn thẳng A phải B phải A phải B phải và C phải D phải thì con luôn luôn có hệ thức. Đúng lớp. Con có AB phải CD mà tỷ số với tỷ lệ với A phải B phải C phải D phải thì con luôn luôn rút ra cho cô lại một hệ thức. Hệ thức. Đúng không lớp? Rút cho cô lại được hai hệ thức. Được chưa? Cái hệ thức đó nhớ không? Nhớ không? AB trên CD. Đúng chưa? Bằng A phải B phải trên C phải D phải. Hoặc là AB trên A phải C phải sẽ bằng CD trên C phải D phải. Được chưa con? Rồi, bây giờ định lý Thales. Thấy cái này nhiều không? Các bạn nói cô ơi nhiều quá sao nhớ? Đúng không? Vậy nội dung của định lý Thales thật ra nó nhiều như vậy nhưng mà các bạn chỉ có nhớ cho cô 3 từ thôi. Tại sao cô lại nói 3 từ? Từ cụm từ thứ nhất là song song. Song song. Cụm từ thứ hai là cắt. Cụm từ thứ ba là định ra. Được chưa? Xong. Thuộc cái này. Nhớ cho cô đúng 3 cái cụm từ đó thôi các bạn sẽ thuộc. Nha, nhìn nè, coi cô học cái định lý Thales nè. Được chưa? Cô học cái định lý Thales nè. Cái này là có cái học rồi nha. Không cần phải thuộc. Các bạn có cần thuộc cái này không? Không, các bạn chỉ cần nhớ cho cô đúng vị trí thôi là các bạn đã thuộc được cái hệ thức này. Cho dù người ta cho tam giác khác, con vẫn có thể viết ra ba hệ thức này đúng không lớp? Được chưa? Nội dung của định lý Thales có 3 cụm từ cần phải nhớ, đó là song song. Nếu một đường thẳng, nhớ cho cô này, một đường thẳng. Được chưa? Song song với gì? Song song với một cạnh của tam giác. Và cắt hai cạnh còn lại của tam giác thì nó sẽ định ra, nó định ra đó, cái cụm từ cô lại nhớ đó, nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Xong, con thấy chưa? Nội dung của định lý Thales chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Các bạn đọc đi, các bạn ngồi, các bạn nhìn vô những cái từ ngữ này, các bạn đọc đi, các bạn rất thấy các bạn sẽ nhanh, rất là nhanh thuộc hơn là các bạn nhìn một đống chữ bên này. Đúng lớp. Nha, cô lại đọc lại nè, cô lại đọc lại một lần nữa nè. Nếu một đường thẳng nè song song với một cạnh của tam giác và các hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Đó, thấy chưa các bạn? Các bạn thuộc chưa? Các bạn thuộc chưa? Nói cho cô, các bạn thuộc chưa nào? Các bạn thuộc chưa? Ai thuộc rồi? Đây chính là nội dung mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Đúng không? Đây là nội dung chính mà chúng ta sẽ học. Đó là tỷ số của hai đoạn thẳng. Đoạn thẳng tỷ lệ và định lý ta lấy. Giống như cô hay nói với các con, cô tớ dạy cái gì, đúng không? Đó, đừng có nói là cô tớ dạy hay lắm nhưng mà tớ không nhớ cái gì. Hỏi cô mày dạy cái gì? Cô tớ dạy hay lắm nhưng tao vẫn không nhớ cái gì. Đúng không? Hoặc là coi xong bộ phim xong nói là ôi bộ phim này sao mày? Hay lắm. Hỏi bộ phim người ta nói cái gì vậy? Tao không biết nữa. Vậy thì nó có hay không con? Không. Đúng không? Nó hay khi các con nhớ, còn nó sẽ không hay nếu chúng ta không nhớ gì. Đúng không? Chúng ta xem xong rồi nó trôi đi mất. Hoặc là giống như chúng ta học xong cái nó trôi đi luôn thì không gọi là học, đúng không? Rồi bây giờ nói lại cho cô nào, nội dung ngày hôm nay tôi học 3 cái. Được chưa? Cái thứ nhất là tỷ số giữa hai đoạn thẳng. Tỷ số của hai đoạn thẳng là tỷ số độ dài. Nhớ nha, cùng một đơn vị rồi. Nhớ cho cô nha, đó là tỷ số độ dài mà phải cùng một đơn vị đó. Rồi, đoạn thẳng tỷ lệ là gì? Đoạn thẳng tỷ lệ của AB, nếu hai đoạn thẳng AB và CD tỷ lệ với A phẩy, B phẩy và C phẩy, D phẩy thì nó sẽ cho ra được hệ thức. Đó, hệ thức thì các bạn quá quen rồi. Anh này trên anh này sẽ bằng anh này trên anh này, hoặc là anh này trên anh này sẽ bằng anh này trên anh này. Hai cái hệ thức, cái nào cũng được thì các bạn sẽ suy ra nó tỷ lệ. Còn định lý Thales, nhớ cho cô 1, 2, 3. Được chưa con? À nhưng mà cái này các bạn có cần học thuộc không? Nào, không cần học thuộc. Đúng không? Các con chỉ cần nhìn vô trong hình, các con đánh đúng vị trí như cô. Hệ thức thứ nhất là 1 trên 3, hệ thức thứ hai là 2 trên 3, và hệ thức thứ ba là 1 trên 2. Lúc nào các bạn cũng đọc được, và bất kể tam giác nào các bạn cũng đọc được. Được chưa các bạn? Còn phát biểu định lý Thales, nhớ cho cô 3 cụm từ. Thứ nhất là song song, thứ hai là cắt, thứ ba là định ra. Được chưa? Bây giờ cô đọc lại định lý Thales một lần nữa nha. Nếu một đường thẳng nha, nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác. Đúng không con? Sai. Song song trước, đúng không? Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Rồi, lớp mình ai thuộc đồ giơ tay lên. Ai thuộc toàn bộ 3 nội dung của cô lại? Đó, thấy chưa? Có rất là nhiều bạn giơ tay. Đúng không? Đó, bạn Thành Đạt nè, bạn Vân nè, bạn Khoa nè. Đúng không? Đó, nghe cô lại dạy xong là thuộc luôn. Rồi, bây giờ lớp mình vẽ sơ đồ tư duy này vô cho cô. Đây là nội dung mà các con cần phải nhớ trong buổi tối ngày hôm nay. Nhanh lên con, vẽ vô. Nắm được cái sơ đồ tư duy đó thôi, cô dạy cái gì á thì mặc cô, nhưng mà nội dung các con cần phải nhớ đó là nhớ cho cô 3 cái nội dung chính đó. Được chưa lớp? Rồi sau đó chúng ta sẽ đi qua phần bài tập. Chúng ta làm bài tập nữa là xong rồi. Nha, làm xong bài tập rồi chúng ta nghỉ. Rồi vẽ cái sơ đồ đó, tư duy đó vô cho cô. Chúng ta chỉ cần làm xong bài tập số 2 này là chúng ta nghỉ thôi. Còn hôm sau thì cô sẽ giải bài tập cùng với các bạn luôn. Làm xong bài 2 này. Bài 2 này nó có câu A, câu B, câu C, 3 câu, 4 câu gì đó. Chúng ta làm để chúng ta nhớ được cái kiến thức của chúng ta thôi. Rồi vẽ sơ đồ tư duy vô cho cô đi, nhanh lên. Vừa vẽ vừa lẩm bẩm theo thì nó rất là dễ thuộc nha. Học là mình thuộc luôn. Rồi lớp ơi, xong chưa con? Rồi bây giờ làm ngang. Rồi vẽ sơ đồ tư duy xong chưa? Tí nữa phải chụp qua cho cô là có nữa nghe. Rồi nội dung chính nhớ chưa? Nhớ chưa lớp? Rồi tiếp nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái cách mà chúng ta sẽ trình bày một cái câu này nó như thế nào. Đúng không?
tính độ dài của đoạn thẳng trong hình, đúng không? À, vậy thì con hình dung này, con nhìn vô đây, đúng không? Vậy tại sao chúng ta phải học định lý Thales để làm gì? Đúng không? Vậy thì con thấy rằng nếu như với cái bài này mà yêu cầu đi tìm x, thì con thấy có cái cách nào để đi tìm không? À, đúng rồi. Chúng ta làm sao là lấy 4 chia 2 được. Và con biết rằng đối với cái bài toán này á, mà nếu mà chúng ta học ở chương trình lớp 7, chúng ta có giải quyết được không? Không. Không. Vậy thì cái bài toán này sẽ được giải quyết bởi cái định lý Thales. Đúng rồi. Nhưng đó là lấy cái số mấy? Số 1 hay số 2 hay số 3? À, 1 mấy? À, đúng rồi. Cái này là 1 nè. Đúng con. Cái anh này là 2 nè. Và anh này là số 3 nè. Cô viết một bên thôi nha. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 1 trên 3 hay là 2 trên 3 hay là 1 phần 2? Ờ, đúng rồi. Chúng ta sẽ lấy tỷ số đoạn thẳng của 1 trên 2. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ biện luận trình bày như thế nào? Ha, chúng ta giải. Giải. Câu đầu tiên cô sẽ giải cho các con thấy ra cái cách mà chúng ta trình bày như thế nào. Đúng không? Vì nha, định lý Thales chỉ áp dụng đối với đoạn thẳng song song mà thôi. Nên là bắt buộc cái câu này con phải bê lên đây nhá. Vì MN MN song song với EF. Đúng không con? EF. Nếu một đoạn thẳng song song với nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại, thấy nó cắt hai cạnh còn lại chưa? Đúng không? Thì nó sẽ định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Vì anh này song song với này nên một trên mấy? Đọc cho cô nè, một là thằng nào? Một là thằng nào lớp? D gì? DM, đúng rồi, trên 2. Đúng rồi, chính xác, ME bằng D gì? DN trên NF, mở ngoặc, theo định lý Thales. À, theo định lý Thales. Đó, đó là cái cách mà chúng ta trình bày một bài làm. Được chưa con? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thế số vào. Anh nào có rồi? À, anh DM này bằng bao nhiêu lớp? Ngó quá con. 6 phẩy mấy? Đừng, à đừng có liên quan gì đến 1, 2 cô lại viết vào nha. 1, 2 cô clip viết vào là không có liên quan gì đến câu này đâu nha. 6,5 trên ME, ME là chữ gì? ME là chữ gì? Đúng rồi, chính xác, chữ X. Bằng DN là mấy? 4, đúng không con? Trên NF là mấy? À là 2, đúng rồi. Từ đó chúng ta rút X ra, nhân chéo chia ngược. Nghe nhân chéo chia ngược không? Nhân chéo là chéo xuống đây, chia ngược là chia ngược lên, đúng không? Nên cô mới lại mới gọi là nhân chéo chia ngược. Vậy là chúng ta sẽ bằng 6,5 nhân mấy? À, chính xác, 6,5 nhân 2 chia 4 bằng bao nhiêu con? Bằng bao nhiêu con? Nhanh nhanh. Bao nhiêu? Tính máy, máy tính. À, bằng 3. 3,25 đúng không nha? Chứ để cả đám bấm máy tính sai là vô duyên lắm á. Rồi, vậy. À, vậy. Đúng không? Vậy x bằng 3,25. Dễ không lớp? Dễ không? Đó, một bài toán chúng ta tưởng chừng như bỏ tay. Nhưng mà đối với ông định lý Thales này thì mọi chuyện nó trở nên đơn giản. Và con thấy không? Dễ không lớp? Dễ không? À, đúng không? Đúng không bạn Đạt? Đúng không bạn Đạt? Đạt ơi. Ừ, sao tỉnh chụp hình Bảo Đô răng lên vậy con? Hả? Con học hay là cho hai thằng Bảo Đô học? Con là vô duyên nhất đám nha. Nha. À, mi đạo nhái đúng không? Rồi, xong chưa nào? Rồi, qua tiếp một câu nữa. Câu B. Câu này lớp mình tự làm cho cô xem. Rồi, viết câu A vô con. Cô lại giải câu A rồi thì lớp mình tự làm câu B cho cô nào. Nhanh lên đọc đáp án luôn. Rẹt rẹt đi.
À, hình như cái này thiếu nha. Cô xin lỗi, cái này là căn 3. Dạ lớp, cái này căn 3, quên, cô lại đánh máy thiếu. Được chưa? Đây, đây, cái đường thẳng A này con. À, cái đường thẳng A song song với BC. Đường thẳng A nha. Đường thẳng A song song với BC. Được chưa? Vì đường thẳng A này, đê cái này lên. Đúng không? Rồi, nhanh, làm câu B đi. Nhanh lên, nhanh, gọn, đọc cho cô đáp số nào. Nhanh lên, nhanh lên. Máy. Ôi bạn. À bạn Thành Đạt rất là nhanh ra đáp án rồi. Bạn Khoa. Có đáp án chứ Khoa? Ừ. Rồi bạn Trung Nguyên đáp án chưa? Ồ sao hay vậy? Giống bạn là cái gì? Bạn bao nhiêu? Làm gì có cái vụ giống nó. Bạn bao nhiêu con? À trời ơi, giống bạn luôn mà hỏi lại bằng bao nhiêu không biết. Sao mà giống khôn vậy con? À, giống bạn là bằng bao nhiêu? Rồi, câu này ghi xong chưa nào? Xong chưa cô Lài Lâu nào? Xong chưa? Xong chưa lớp? Giơ tay lên nào, xong chưa? Rồi, đúng không? Rồi bạn Thảo Quỳnh nào? Thảo Quỳnh đọc cho cô nào, Thảo Quỳnh. Mà chọn tỷ số nào con? 1 trên 3 hay 2 trên 3 hay 1 trên 2? Thảo Quỳnh. Thảo Quỳnh ơi. Thảo Quỳnh. Đọc cho cô nào, đọc cho cô. Biện luận cái gì con? Ai song song với ai? Đây 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 đây, viết cái này nè con. A song song với BC. Đúng không? Đúng không? A song song với BC. Có một số cô giáo người ta viết kỹ hơn là A song song với BC. Rồi A giao với AB. À tại D. Được chưa con? Đây là có một số cô giáo người ta viết rất là kỹ. Nên là các bạn để ý ha. Rồi A giao với AD. AC tại E. Đó. Đó, có nghĩa là có một số cô người ta viết rất kỹ. Nên đó, nên. Được chưa con? Đó. Nè, nên là khi mà các bạn nhìn thấy như thế này các bạn đừng có lạ nhá. Không có lạ gì đâu nha con. À, vì A song song với BC nè và A này cắt AB tại D nè, cắt AC tại E nè, nên ta có cái gì? Một, đọc đi con, 1 trên 2 là A trên ai? Thảo Quỳnh đọc đi con. A trên ai Quỳnh ơi? À, cô không nghe. Cả lớp cô không nghe nữa mà. Rồi đọc đi con. A gì? A gì trên gì? AD. Sai rồi. AD trên BC là sai rồi. 1 trên 2 Quỳnh ơi. AD trên ai? Sai. Đó là 1. Đó là 1 trên 3. Sai luôn. Đây là 1 nè. Đây là 1 nè. Đây là 2 nè. Và đây là 3 nè. Thảo Quỳnh ơi, vậy 1 trên 2 là ai? 1 trên 2 là ai trên ai? DB hay là AB? Này con đọc AB. Là AD, AD. À rồi, vậy thì đúng. Bằng AE. Đúng rồi, AE. Đúng rồi, chính xác EC. Đúng không? Theo định lý Tà Lét, đúng không? Theo định lý Tà Lét rồi. Thế số vào nào. Thế số vào bằng bao nhiêu con? AD là căn. À rồi trên máy 5. AE là chữ gì kia? S, đúng rồi.
À đúng rồi, chính xác. Từ đó mình suy ra được x bằng gì? Nhớ nhân chéo chia ngược nha. Nhân chéo bắt chéo xuống, đây là nhân. Còn ngang này là chia. À, chéo là nhân, còn ngang là chia. Hoặc là thẳng cũng chia. Vậy là mấy nhân mấy con? Căn 3. Đúng không? Nhân 10 và chia 5 bằng 2 căn 2 căn 3. Đúng rồi, chính xác. Bạn Đạt này rất là giỏi. Bạn Đạt đọc một phát là bạn ra đáp án ngay, đúng không? Bằng 2 căn 3. Rồi, lớp mình viết vào. Được chưa lớp? Được chưa? Viết nhanh vào đi con. Rồi, chúng ta sẽ qua câu C. Câu C. Nhanh lên con, viết 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 nhanh, viết nhanh lên. Rồi, qua câu C nha. Ôi, câu C này đã có song song chưa ta? Hình như là chưa đó, đúng không? Chúng ta chưa thấy có song song. À, mà muốn áp dụng được định lý Thales là phải có song song. Các bạn ơi, nhớ lại kiến thức lớp 7 cho cô nào. Ai song song với ai? Đúng rồi, đúng rồi. À, cái ông này nè, DE vuông góc với AC, đúng không? Rồi AB cũng vuông góc với AC. Vậy suy ra hai thằng này như thế nào với nhau? Đúng rồi, chính xác. Phải có song song chưa? Vậy muốn có song song thì con phải đi chứng minh song song. Đúng không? Rồi, sau đó sử dụng cái gì? Sử dụng một một trên mấy để làm nè. Để tìm ra y. Một trên mấy? À, 1 trên 3. Nếu mà con muốn là 1 trên 3 thì bên này cũng là 1 trên 3. Đúng không? Vậy thì con đã có cái này chưa? Có cái này chưa? Đúng không? Con lấy hai cái này con cộng lại để con tìm ra BC được không? Rồi con áp dụng 1 trên 3. Hoặc là có bạn nói cô ơi con dùng 1 trên 2. Được không con? 1 trên 2 để con tìm ra D AE được không? Có AE rồi con lấy hai cái này con cộng lại con tìm được Y không? Được không lớp? Được chưa? Vậy chúng ta có hai cách. Một là 1 trên 3. Hai là 1 trên 2. 1 trên 3 thì con phải đi tìm AC trước. Đúng không? Con phải đi tìm ra được BC trước. Ha. Sau khi con tìm ra BC rồi thì con áp dụng 1 trên 3. Được không? Hoặc là cách số 2 là con sử dụng 1 trên 2. Và con tìm ra cho cô AE. Sau đó con lấy thằng này, con cộng thằng này thì con tìm ra. Vậy hai cách các bạn muốn làm cách nào cũng được. Được chưa nào? À, vậy thì nãy giờ cô lại quen là 1 trên 2 rồi. Được không? Thì bây giờ cô sẽ làm một cách là 1 trên 3 nha. Cô không làm 1 trên 2 nữa nha. Mà cô làm 1 trên 3. Rồi, cô lại lau nha. Bây giờ đầu tiên phải đi chứng minh song song. Bạn nào đọc lại cho cô cái cách để chứng minh song song nè. Cách nào đi chứng minh song song nè. Câu C nè. Đó, bạn bạn nào đọc cho cô viết cái cách chứng minh song song nào. Nhanh, giơ tay, tay đâu? À, cánh tay nào giơ lên đâu? Ồ, rồi, có một mình bạn Khoa. Thôi bạn Vân đi. Nãy giờ cô thấy bạn Vân cũng ít nói á. Ta có DE. DE vuông góc với ai? À, CA. Tại đâu con? Rồi, một cái tiếp. AB. Đúng rồi, tại A. Từ hai điều này đủ suy ra cái gì? Không cần, không cần. Con sẽ đi từ vuông góc đến song song. D. À, song song với BA hoặc AB. Được chưa con? Nha, chúng ta không cần. Rồi, tiếp tục. Vì hai cái này song song. Vì DE song song với AB. Đúng không? Vì DE song song với AB. Nên cô lại có cái gì? 1 trên 3. Mà muốn 1 trên 3 thì đầu tiên chúng ta phải đi tìm cái gì trước cái đã? À, muốn làm 1 trên 3 thì chúng ta phải đi tìm cái gì trước đã con? Mà à, phải làm thằng à đúng rồi, CB. CB thì bằng cái gì? CD cộng cho DB. Đúng không? Là bằng 5 cộng 3,5
Đúng không con? Là bằng 8,5. Đúng chưa? Rồi, bây giờ mình vận dụng 1 trên 3 nào. 1 trên 3. Đó là ai nhỉ? Ai nào? Đọc cho cô Thắng. 1 trên 3 Thắng ơi. DC trên ai? DC trên ai con? CB, đúng rồi, bằng bằng CE. À, CA. Đây là theo định lý tà lẹt. Rồi, tiếp tục thế số vô con. DC là mấy? DC là mấy con? Thế vô Thắng ơi. Thắng ơi, DC là mấy? À, 5. Rồi, CB con? À, 8,5 bằng CE 4, CA chữ Y, đúng không? Rồi, rút Y ra cho cô lại nào. Y sẽ bằng gì con? 8,5 8,5 nhân mấy? Nhân 4 chia 5, rồi bằng bao nhiêu con? À, 6,8. Đúng không lớp? Vậy kết luận Y của mình bằng 6,8. Dễ không lớp? Dễ không con? Dễ không? Dễ, đúng không? Xong chưa? Xong chưa? Viết xong chưa? Rồi, cho lớp chúng ta nghỉ. Nhưng trước khi nghỉ, chụp bài qua cho cô.